Mời các bạn đến với bản tin Covid-19 nổi bật trong ngày trên kênh MUC Women. Lập đỉnh 9.225 ca, Việt Nam áp sát mốc vạn người nhiễm một ngày. Hơn 2.200 người, Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện trong một ngày. Nhà báo phản pháo tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu máy thở. Xe ngân hàng bị quay đầu vì tiền không phải là hàng cấp thiết. 6 người đi ăn tiệc tàu dừa bị phạt 90 triệu. Hà Nội sẽ lập thêm 56 chốt kiểm soát dịch, dừng hoạt động của shipper. Cậu bé 14 tuổi mở triển lạm tranh, thu gần 3 tỷ đồng ủng hộ chống dịch. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Lập đỉnh 9.225 ca, Việt Nam áp sát mốc vạn người nhiễm một ngày. Ngày 24 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 9.225 ca nhiễm, so với ngày trước đó tăng 1.930 ca. Số ca nhiễm mới trong ngày trải khắp 35 tỉnh thành, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh với 5.396 ca, Long An 1.892 ca, Bình Dương 785 ca. Nhiều người lo ngại những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh thật sự bước vào đỉnh dịch, Việt Nam sẽ tiến tới mốc vạn người nhiễm một ngày. Thông số ca nhiễm ngày hôm nay cũng gây một nỗi lo lớn khi mà các ca được phát hiện trong cộng đồng đã lên tới 2.428 ca. Nếu như so với ngày trước đó, số ca nhiễm trong cộng đồng trong ngày đã tăng tới 1.154 người. Hơn 2.200 người, Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện trong một ngày. Trong ngày 23 tháng 7, có 2.226 người tại các bệnh viện Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện. Họ sẽ trở về cách ly tại nhà. Nâng tổng số người được chính quyền thông báo chữa khỏi bệnh từ khi đại dịch xuất hiện lên 10.699 người. Đây là ngày có số người xuất viện nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch này. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh nhân xuất hiện của thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây tăng nhanh. Số người xuất viện trong ngày 22 tháng 7 là 2.046 ca, hai ngày trước đó lần lượt là 1.585 và 1.179 người. Nhà báo phản pháo tuyên bố thành phố Hồ Chí Minh không thiếu máy thở. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ vừa bày tỏ quan điểm về các tuyên bố của một lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà vị quan chức này khẳng định thành phố Hồ Chí Minh không thiếu máy thở, đủ năng lực tiếp nhận F0 hay là không có ca nhiễm chéo trong khu cách ly phong tỏa. Ông Vũ đặt vấn đề rằng hàng ngàn ca F0 mỗi ngày, không ít ca đã tử vong và chắc không ít ca chuyển từ trạng thái có triệu chứng sang nặng. Vậy cứ nặng đến đâu thì máy thở được các ông không ngại khó khăn, bay đến ngay sau vài phút để cung ứng tức thời nên không thiếu. Bao ca F0 phải ở nhà vì thiếu chỗ, lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận điều này. Chính chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng từng nói đích thân lãnh đạo quận 7 rồi nhờ ông mang F0 đi. Vậy ông nói không thiếu máy thở, đủ năng lực tiếp nhận F0 thì hóa ra lãnh đạo thành phố nói sai. Một số bác sĩ và cơ sở tiến đầu thường xuyên kêu giúp vì bệnh nhân quá tải bác sĩ quá sức trong khi cơ sở vật chất, đặc biệt là máy thở thiếu trầm trọng. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ nói thêm, chúng tôi thường xuyên nhận thông tin nơi nọ nơi kia có F0 diễn biến xấu, gọi y tế không thể nào được, nhờ truyền thông lên tiếng để y tế vào cuộc cấp cứu họ gấp. Về khẳng định không có ca nhiễm chéo trong khu cách ly của lãnh đạo sở, ông Vũ đặt câu hỏi, chính miệng các ông nói lây nhiễm chủ yếu trong khu cách ly, không tỏa, vậy lây nhiễm bằng cách nào? xe ngân hàng bị quay đầu vì tiền không phải là hàng cấp thiết. Mạng xã hội đang truyền nhau một video dài gần 5 phút quay lại chốt kiểm soát dịch Covid-19 huyện Ninh Hải. Có nội dung nhân viên lái xe chở tiền từ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận về huyện Ninh Hải thì bị lực lượng chức năng chốt này chặn lại kiểm tra. Sự việc đáng chú ý khi có một anh cán bộ mặc áo xanh đến không cho xe đi. Anh cán bộ này bảo tiền không phải là hàng thiết yếu và nhất quyết không cho xe qua. Phải mất một lúc tranh cãi to tiếng và trình nhiều giấy tờ, cuối cùng xe trả tiền mới qua được chốt. Trưa ngày 24 tháng 7, liên lạc qua điện thoại với báo chí anh Thái Đức Vĩnh An, nhân viên lái xe ngân hàng chi nhánh ngân hàng bưu điện Liên Việt, cho biết anh là nhân viên lái xe và là người quay clip. Anh An cho biết mỗi ngày anh lái xe ngân hàng chở quỹ tiền đến phòng giao dịch tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, chiều chở quỹ tiền về. Cả hai vòng đều có trình giấy tờ đi đường đến về do chi nhánh ngân hàng bưu điện liên việt cấp. Giấy kết quả xét nghiệm âm tính và được qua lại chốt kiểm soát dịch Covid-19, khu vực núi Đá Trồng, thị trấn Khánh Hải. Theo nguyên tắc ngành ngân hàng, khi lái xe chở quỹ tiền cần hạn chế tối đa việc dừng dọc đường. Việc tuân thủ trình giấy tờ ở chốt kiểm soát dịch là đúng và được đi khi có đầy đủ giấy tờ, nhưng việc cán bộ chốt lập luận tiền không phải là hàng thiết yếu để các dài thời gian dừng xe tại chốt là điều không thể chấp nhận, anh An nói. Chiều ngày 24 tháng 7, một lãnh đạo thị trấn Khánh Hải cho biết tiền hơn cả nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu vì tiền thúc đẩy lưu thông hàng hóa thiết yếu. Lại nữa, trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 16 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có nêu các dịch vụ của ngân hàng được phép hoạt động. 6 người đi ăn tiệc tàu dừa bị phạt 90 triệu đồng. Chiều ngày 22 tháng 7, người dân báo tin với công an có một nhóm thanh niên tụ tập bày tiệc nhậu tại khu đất trống ngoài cánh đồng ở xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Khi công an tới đã phát hiện một nhóm 6 người ngồi ăn nhậu trên một bãi đất trải tàu dừa. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, mời những người này về trụ sở để lập biên bản vi phạm. Đến ngày 24 tháng 7, công an huyện Vũng Liêm đã lập biên bản xử phạt hành chính nhóm 6 người trên về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, mỗi trường hợp bị phạt 15 triệu đồng. Hà Nội sẽ lập thêm 56 chốt kiểm soát dịch dừng hoạt động của shipper. Theo giám đốc cơ sở giao thông vận tải Vũ Văn Viện, Hà Nội xác định 3 nhóm xe vận tải ưu tiên được đi lại, cụ thể gồm: xe chở hàng hóa trên luồng xanh quốc gia, xe chở hàng hóa thiết yếu, phục vụ đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng được phép hoạt động, xe công vụ của các cơ quan đơn vị. Các loại phương tiện vận chuyển hành khách được cấp phép lưu thông theo quy định. Sở Giao thông cũng cùng Công an thành phố duy trì 22 chốt trực và sắp tới sẽ bố trí thêm 30 chốt trực trong thành phố. 26 chốt trực tại quận, huyện để kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc một số ứng dụng trên điện thoại vẫn thông báo hoạt động, xếp hàng như Grab, Ahamu. Ông Vũ Văn Viện cho biết, trong công điện 17 chưa nói rõ đến hoạt động của lực lượng shipper giao hàng. Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội khẳng định sẽ cấm hoàn toàn hoạt động shipper, kể cả shipper của các công ty giao hàng sử dụng kết nối công nghệ. Cậu bé 14 tuổi mở triển lãm tranh, thu gần 3 tỷ đồng ủng hộ chống dịch. Đó là cậu bé tên Sèo Chu, tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007 ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 14 tuổi nhưng cậu bé này đã sở hữu gia tài khủng với 300 bức tranh và những buổi triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây, Sèo Chu mở triển lãm trực tiếp Pandemic Painting dùng số tiền 2,9 tỷ thu được từ buổi đấu giá, nguyên gấp ủng hộ cho công tác phòng dịch của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 21 tháng 7, họa sĩ nhí đã trao 6 máy thở, 2 máy sốc tim, 1.000 bộ bộ hộ y tế cá nhân và 10.000 khẩu trang N95 cho các y bác sĩ tại đây. Ngoài ra, Sở Chu cũng trích số tiền 388 triệu đồng để ủng hộ cho 1.000 y bác sĩ mua thêm rau củ quả cho bữa ăn hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi. MUC qua mình sẽ liên tục cập nhật các tin tức Covid-19 mới nhất trong ngày để gửi tới quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu yêu thích kênh, mời quý vị hãy đăng ký kênh để được nhận thông báo tin mới nhất. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.